Đã dẫn nhập những bạn của chúng ta đó là họa sĩ Phạm Anh Hải và họa sĩ Phạm Đình Trương đến từ Việt Nam nào. Và xin được cảm ơn. Với cách là một người đàn anh, một cái người đi trước và có những cái điều kiện để giúp đỡ những cái họa sĩ trẻ, tôi sẵn sàng làm và tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả những cái đơn vị, những cái ví dụ như là Vincom, BCCA này để giúp đỡ cho họ. Bởi vì bản thân chúng tôi không thể có một khoản tiền lớn như vậy, bỏ ra 2.2 tỷ để triển lãm cho các họa sĩ trẻ như này, không có. Chúng tôi phải đi tìm kiếm những người có thể giúp đỡ được. Rất là vinh dự khi trở thành một cái tác giả được mời bày trong cái triển lãm tòa 2 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom. Thế thì cái việc lựa chọn tác phẩm thì là sự trao đổi giữa từng tác giả với cả nhà tuyển chọn. Tôi đưa đến triển lãm lần này những cái tác phẩm trong cái giai đoạn 2 năm sáng tác trở lại đây. Một cái giai đoạn mà tôi làm việc nhiều với cả các cái sắc trắng. Cũng rất là thú vị là gần như là tất cả những cái tác phẩm tôi đề cử chọn là rất là hiểu cái tác phẩm đấy, cũng như thể hiện tại đây là cái cách trưng bày của họ, cũng cảm thấy đứng về phía tác giả là tôi thấy cảm thấy hài lòng với cái chất lượng trưng bày.